Hi, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay mình sẽ làm món bánh mì nướng nhân thịt. Và để làm cái món này thì mình chuẩn bị đây là thịt bò. Và phần thịt bò thì mình dùng 250g. Thịt bò này mình đã xay nhuyễn sẵn rồi. Và đây là trứng cút nè các bạn, mình dùng khoảng 10 quả trứng cút nhé. Và một trái ớt nè, rồi một ít củ hành tây, 2 quả trứng gà và vài cọng ngò rí. Sữa tươi không đường mình dùng khoảng 80ml. Đây là hạt mè trắng mình dùng khoảng 20g. Và đây là men khô mình dùng khoảng 3g. Phần men khô này nếu mà các bạn không có thì các bạn có thể dùng men tươi cũng được nhé. Dầu mè thì mình sẽ dùng 1 muỗng cà phê. Và 1 muỗng cà phê nước tương, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt và nửa muỗng cà phê tiêu. Bột mì mình sẽ dùng 150g. Và như vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Đầu tiên thì mình sẽ cho phần men khô vô trong sữa tươi. Và mình khuấy đều lên, mình sẽ ngâm khoảng 10 phút để cho phần men này nở ra. Bột mì thì mình đổ ra ngoài một cái tô lớn. Sau đó mình sẽ cho sữa vô. Vừa đổ mình vừa trộn đều lên. Và tiếp theo là mình sẽ đập vô một quả trứng gà. Cho thêm một ít dầu ăn nữa nha. Và mình trộn đều lên. Sau đó mình nhồi cho bột thật là mịn. Và sau khi mà mình nhồi xong thì mình sẽ dùng một cái bọc thực phẩm á các bạn, mình bọc kín lại để mình ủ bột. Và mình sẽ ủ bột trong vòng 1 tiếng. Rồi tiếp theo là mình sẽ xắt hành tây. Hành tây thì mình sẽ xắt nhuyễn. Ngò rí thì mình cũng sẽ xắt nhuyễn luôn. Rồi ớt thì mình sẽ xắt lát nhuyễn. Thịt bò thì mình cho ra ngoài một cái tô rồi. Tiếp theo là mình sẽ bắt đầu ướp nhé. Mình sẽ cho nước tương vô. Rồi mình cho hạt nêm, bột ngọt và tiêu vô. Rồi mình sẽ cho dầu mè vô nữa. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho hành tây, ngò rí và ớt vô. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình sẽ ướp khoảng 15 phút. Mình luộc đã chín rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt ra mình để vô trong cái tô nước lạnh đó. Sau đó mình sẽ lột vỏ. Đây là trứng cút mà mình đã lột vỏ xong rồi nè các bạn. Nãy mình lột mình ăn hết trứng rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ nắn trứng cút vô trong phần thịt này nè. Nhét thịt ra. Rồi mình cho cái trứng cút vô giữa. Sau đó mình túm thịt lại. Rồi để vô trong cái khay nướng nhé. Vo thành một cái viên tròn. Các bạn cũng có thể bớt thịt đi một xíu nha, cho cái viên của mình nó nhỏ nhỏ thôi. Mình bao vừa đủ cái trứng cút là được rồi. Đó mình để lên cái vỉ nướng nha. Rồi tiếp tục mình sẽ nắn với những cái phần thịt còn lại. Rồi thịt mình đã vò viên xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng. Và mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 200 độ trong vòng 10 phút. Và trước khi nướng thì các bạn nên làm nóng lò nướng khoảng 10 phút rồi mình hãy để vô nướng nhé. Rồi phần thịt mình đã nướng chín rồi nè các bạn. Rất là thơm luôn á. Rồi phần bột đã nở ra gấp đôi rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho ra ngoài cái thớt. Và mình sẽ nhồi khoảng 2 đến 3 phút. Rồi sau đó mình sẽ lăn cái cục bột về dài ra rồi mình chia bột ha. Mình chia bột ra thành 9 phần bằng nhau nha. Thớt một ít bột mì. Mình lấy một miếng bột nha các bạn. Đó mình sẽ dùng cái cây cán bột để mình cán bột ra. Thôi lên cây cán bột một ít bột nhé. Để mình cán cho nó không có bị dính đó. Mình sẽ cho một cục thịt vô. Và mình túm bột lại. Mình sẽ vo thành một cái viên tròn. Rồi tương tự thì các bạn làm với những cái phần bột còn lại nhé. Mình sẽ dùng cái dao này các bạn và mình sẽ cắt hình dấu cộng ở trên cái bánh. Các bạn đừng có đè mạnh quá nha. Mình vừa cắt mà mình vừa hơi dở lên một chút. Để cho phần bột của mình nó không có bị xẹp á. Rồi mình đã cho phần lòng đỏ trứng ra ngoài một cái chén rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho vô một ít nước. Và mình sẽ đánh đều lên. Mình sẽ quét
cái bánh. Sẽ rắc lên mỗi cái bánh là một ít hạt mè. Và bây giờ mình đem đi nướng thôi. Và mình sẽ nướng nhiệt độ là 170 độ trong vòng 15 phút. Và đây là bánh mà sau khi mà mình đã nướng chín rồi nè các bạn. Wow, rất là thơm luôn á. Đây các bạn nhìn những cái đường mà mình cắt hình dấu cộng á, nó nở ra, mình nhìn vô mình thấy cái phần thịt ở bên trong luôn á. Và cái bánh này thì các bạn thích ăn nóng thì mình ăn nóng nhé, còn không thích thì các bạn có thể đem nguội. Nhưng mà đối với phần thịt thì mình nghĩ là các bạn nên ăn lúc còn nóng thì nó sẽ ngon hơn. Và bây giờ mình lấy, mình sắp ra dĩa, sau đó mình bắt đầu thưởng thức thôi. Trình bày bánh ra ngoài dĩa rồi đây các bạn. Wow, các bạn nhìn có hấp dẫn chưa nè. Mình trang trí thêm vài cọng ngò rí và vài lát ớt nữa. Và cái món này thì mình sẽ ăn với tương ớt nè các bạn. Ở đây mình có tương ớt xanh và tương ớt đỏ nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử thôi. Đây mình sẽ ăn cái này nha các bạn. Cho miếng ớt rớt xuống đi. Mình trang trí lên cho đẹp thôi, chứ mà mình ăn nó cay lắm. Wow, đồ nóng quá các bạn ơi. Đây mình sẽ dùng cái dao, mình sẽ nóng quá. Wow, bánh nóng còn bốc khói luôn á các bạn. Nhìn giống cái bánh bao quá à. Rất là thơm luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ chấm vô với tương ớt nha. Cái vỏ bánh ở bên ngoài đó các bạn, rất là giòn luôn. Và bên trong thì mềm mềm. Phần thịt đó mình ăn rất là thơm luôn nè. Có trứng cút ăn thì cực kỳ béo luôn á. Wow, mình nhìn như vậy á các bạn, giống như là cái bánh bao nướng vậy đó. Mình nhìn cái phần nửa như vậy thì giờ giống cái bánh bao. Còn nhìn nguyên một cái như vậy thì nó không có giống cái bánh bao nha các bạn. Giống như là cái bánh mì nướng vậy đó. Nhìn nó hơi lạ mắt một chút. Các bạn nhìn cái phần vỏ bánh á, ở ngoài thì giòn, còn ở trong thì nó rất là xốp nha các bạn. Mềm và xốp. Phần thịt bò thì mình ăn nó rất là ngon, nó không có bị khô nè. Và rất là thơm nữa, có hành tây á các bạn, với ớt cay cay nữa. Bạn nào thích chấm với tương ớt thì chấm với tương ớt, còn không các bạn có thể chấm với lại ớt tương cũng được. Ngon quá. Đây các bạn có thể làm cái bóng bánh này để mình ăn sáng cũng được nhé. Mỗi sáng các bạn chỉ cần ăn một cái là mình đủ no rồi. Vừa có bánh mì nè, vừa có thịt nữa nè. Các bạn có thể ăn thêm dưa leo hoặc là cà chua cũng được. Bây giờ mình sẽ ăn cọng ngò rí thôi. Mình rắc hạt mè lên đó các bạn. Khi mà mình ăn á thì nó có vị bùi bùi nè, và béo béo nữa. Và ở đây thì mình dùng hạt mè trắng. Nhưng mà các bạn không có hạt mè trắng, các bạn có thể dùng hạt mè đen cũng được. Nhìn cái bánh này thì mình sẽ ra thêm một cái cho các bạn cùng xem nha. Mình sẽ lấy cái này nha. Các bạn nhìn cái bánh nè. Wow, nóng quá. Đây, cái phần bánh bên trong như thế này đây, rất là xốp và mềm. Cực kỳ thơm luôn các bạn. À, cái bánh này thì các bạn nên ăn lúc mà nó còn nóng thì nó sẽ ngon hơn. Bởi vì mình ăn có thịt bò đó các bạn, thịt bò ăn nóng nó mới ngon. Ăn nguội rồi thì nó sẽ không có ngon nữa. Và các bạn ơi, video làm món bánh mì nướng nhân thịt của mình đến đây cùng hết rồi. Và mình chúc cho các bạn làm thành công nè và ăn ngon miệng nữa. Nếu các bạn mà có yêu thích video của mình á, thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!